Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra nhà máy điện gió Trung Nam. Theo báo cáo, nhà máy điện gió Trung Nam 90 MW được xây mới trên địa bàn xã Bắc Phong và xã Lợi Hải đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận chấp thuận cho khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư. Nhà máy điện gió Trung Nam dự kiến phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Trung Nam dự kiến vào quý 3 năm 2016. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Hậu khẳng định, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tạo điều kiện theo đúng quy định của pháp luật để nhà đầu tư thực hiện dự án và mong muốn nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết, có trách nhiệm để dự án nhà máy điện gió Trung Nam hoàn thành, đi vào vận hành theo đúng kế hoạch ký kết.